Rồi xin chào mọi người nha. Quay nay em quay một cái dàn lên xuống. Không biết để làm gì luôn. Đó. Cái này nó đa số là bằng nhôm này, có hai cái thanh này bằng sắt này. Đấy. Đây nó đứng được như này nha. Đây bằng nhôm hết. Bằng nhôm hết. Có hai thanh dưới này là bằng sắt nha. Hai thanh dưới này là bằng sắt. Đó. Khi nào quay cái này thì nó lên xuống à. Cho nên xuống thì nó chặt thế nhỉ. Xuống thì được, lên khó chặt thế nhỉ. Đó. Đó, lên được cái này. Đó. Chắc có một đoạn kẹt mùn thôi. Đó, nên bình thường nha. Cái này nó nặng tầm gần 40 kg nha. Nó hơn 30 kg nha. Đây, hình thức của nó đây. Giờ em sẽ đo thông số nha. Một chiều là 38 này. Một chiều là 38 này. Hơi khó nhìn đúng không ạ? Chiều 38 này. Một chiều 38 này. Chiều này cũng là 38 này. Đó. Còn chiều cao này của nó là đi 63 nhá. Chiều cao này của nó là 63 nhá. Đó. Hành trình lên xuống là được 20 nhá. Hành trình lên xuống là được 20 cm nhá. Đây, ở đây nó có những cái bánh răng gì đây, không hiểu nổi luôn. À, bánh răng siêu nhỏ. À, nhỏ bằng to hơn ngón tay cái nhá. Xem đường kính bao nhiêu nào. Đường kính 25 nhá. Đấy, phi 25. Cái ti này là 16 hay 18 ấy nhá. Chắc là 16 à. Bát bằng đồng nhá. Bát gen bằng đồng. Còn những cái này thì không biết nó để làm gì. Đấy, ai có nhu cầu chế cháo thì mua về chế cháo nha. Cái này em bán là 1.600.000. 1.600.000 chưa có tiền ship nha. Tức là mọi người mua cái này về nó rơi vào tầm độ khoảng 300, hơn 300 tiền ship ấy nha. Tùy theo từng chỗ nha. Nó chắc nó phải rơi vào tầm độ khoảng... nếu mà tháo ra quản lại nó rơi vào tầm độ khoảng 300.000 tiền ship ấy. Rồi xin chào mọi người nha.